Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ngày 20 tháng 1 âm lịch ngày Quý Hợi chính là cái ngày may mắn nhất đối với những con giáp này. Đúng 0 giờ ngày 20 tháng 1 âm lịch, những con giáp này sẽ rũ sạch vận xui, tình tiền đỏ thắm như son. Chỉ cần bước sang ngày 20 tháng 1 âm lịch ngày Quý Hợi thì những con giáp này sẽ đón nhận cái vận tài lộc nó cực vượng. Việc làm ăn thì cũng diễn ra là dễ dàng, thuận lợi, hanh thông. Các hợp đồng quan trọng cũng được ký kết một cách nhanh chóng, suôn sẻ. Đường tình duyên của các bạn cũng diễn ra êm đẹp, đỏ thắm như son. Những cái mâu thuẫn, những cái khúc mắc trong quá khứ cũng sẽ được giải quyết một cách là thuận lợi, êm đẹp. Nên tinh thần của các bạn sẽ vô cùng là vui vẻ, tích cực, từ đó thu hút cái tài lộc, cái may mắn sẽ đến với mình trong ngày 20 tháng 1 ngày Quý Hợi. Và con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Dần. Những người tuổi Dần được cục diện là Dần hợi là lục hợp. Cái cục diện lục hợp nó mang tới cho những người tuổi Dần cái tâm trạng là vui vẻ, tràn đầy cái niềm vui trong ngày hôm nay. Tinh thần làm việc cũng sẽ phấn chấn, tỉnh táo, lại có quý nhân nó phù trợ, nó giúp đỡ nên mọi chuyện đều diễn ra được thuận lợi, êm đẹp như ý muốn. Các bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để kéo cái năng suất chung nó được cao lên. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính trong ngày hôm nay cũng không có gì là phải lo lắng cả. Các bạn đã kiếm được cái lợi nhuận không nhỏ từ những cái mối làm ăn đã xây dựng từ trước đó. Uy tín của những con giáp này cũng được gì tăng thêm trên cái thương trường, ngày càng được nâng cao thì lại càng có nhiều cái khách hàng muốn tìm đến làm việc và hợp tác với những người tuổi Dần. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm thì cũng được cục diện lục hợp nó may mắn, nó giúp đỡ. Vậy nên con đường tình duyên cuối cùng cũng gì được may mắn, thuận lợi và tìm đến gõ cửa. Cái cục diện ngũ hành tương sinh nó cũng giúp cho những người độc thân có nhiều cái cơ hội tìm được cái ý trung nhân của mình. Nhưng mà các bạn cũng đừng có quá kén cá chọn canh, kẻo dễ bỏ mất cái cơ hội nó tốt đến với mình. Vì thế, để tăng cường cái vận trình nhân duyên, bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn, tiền bạc, tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, những người tuổi Mão trong ngày hôm nay được cục diện là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Trong những ngày Quý Hợi này thì được cục diện tam hợp nó che chở, mà những người tuổi Mão ấy hôm nay được coi là một cái ngày may mắn với những người tuổi Mão, khi mà các phương diện của các bạn đều được tiến hành một cách là hanh thông, thuận lợi. Công việc ở cái thời điểm này cũng diễn ra theo đúng cái kế hoạch của bản thân đã đặt ra, không có gì là phải lo lắng nữa. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mão cũng rất là khả quan. Mọi cái áp lực tài chính thì dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, đổi đời, có thêm một cái món nhờ những cái khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, cơ hội nó cũng luôn đi kèm với những cái thách thức, may mắn luôn đi kèm với những cái xui xẻo. Vì vậy mà các bạn cũng nên thận trọng với cái việc chi tiêu cái số tiền này sao cho phù hợp. Lại thêm cái được cái cục diện ngũ hành nó tương sinh, vậy nên là cái tình cảm của những người tuổi Mão lại được sinh sôi nảy nở, vô cùng là thăng hoa. Các bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa kia của mình thì đây cũng chính là cái liều thuốc tuyệt vời nhất cho cái tình cảm lứa đôi. Chỉ tiếc là không phải lúc nào các bạn cũng biết dùng, nên là cái mối quan hệ thì có lúc nó cũng khá lạnh nhạt. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày 20 tháng 1 ngày Quý Hợi không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi cũng được cục diện tam hợp là Hợi, Mão, Mùi nó trợ mệnh. Vậy nên công việc của những người tuổi Mùi có những cái bước ngoặt quan trọng. Rất may là chúng đang phát triển theo cái chiều hướng tích cực. Các bạn gặp gỡ và làm quen được với những người có thể nâng đỡ mình trong cái sự nghiệp. Đây cũng là cái cơ hội tốt. Các bạn hãy tận dụng triệt để tăng thêm cái lợi thế cho bản thân mình.
Tuy nhiên, cái sự giúp đỡ từ phía người khác ấy, cũng chỉ mang cái tính chất là tạm thời. Muốn được lâu bền thì những người tuổi Mùi cũng cần phải tự nâng cao cái năng lực và hoàn thiện kỹ năng của bản thân cá nhân. Tranh thủ cái thời gian này để học tập định hướng bản thân một cách rõ ràng cũng sẽ rất hữu ích cho cái sự nghiệp lâu dài của những người tuổi Mùi. Không chỉ vậy, nói chung trong thời gian này những người tuổi Mùi còn gặp may ở cái phương diện tình cảm. Cát khí nó cũng sẽ giúp cho người có đôi có cặp ấy sẽ nhanh chóng hàn gắn lại những cái rạn nứt từ trước đó khi mà cả hai đều không muốn đánh mất đi cái tình yêu của mình. Những người độc thân thì cũng tự tin thể hiện cái bản lĩnh của mình, tăng cường cái cơ hội gặp gỡ được với những người tâm đầu ý hợp. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn ấy, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Kính thưa quý vị, những người tuổi Dậu trong ngày hôm nay được cục diện thiên ấn nó trợ lực, nó xuất hiện. Đó. Vậy nên những người tuổi Dậu thì có thể là có cơ hội được thăng tiến trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình. Cái cát tinh nó ở bên, nó tạo ra cái lợi thế cho những người tuổi Dậu có thể thể hiện được cái năng lực của mình nổi trội hơn hẳn giữa đám đông. Bên cạnh đó, nói chung trong cái thời gian này thì công việc của những người tuổi Dậu cũng được khởi sắc hơn hẳn. Công việc tiến triển thuận lợi, một vài cái khó khăn trước đó cũng đã được tháo gỡ, mang đến nhiều cơ hội để các bạn khẳng định cái năng lực làm việc và ghi điểm với lãnh đạo. Những người làm công ăn lương trong thời gian này cũng hoạch định rõ ràng cái mục tiêu công việc, cứ theo đó mà làm. Tuy áp lực hơi lớn nhưng mà chỉ cần hạ quyết tâm, không gì là không thể. Lưu ý, cái yếu tố con người, quan hệ xã hội trong thời gian này cũng chi phối khá nhiều đến cái con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Hiện tại các bạn chưa làm tốt cái điều này, vậy nên cũng cần phải cải thiện đáng kể. Trong thời gian này, quý vị hãy dành thời gian chăm chút và mở rộng các mối quan hệ. Điều đó nó mang lại nhiều cái lợi thế cho các bạn. Với những người làm ngành nghề tự do hoặc là kinh doanh buôn bán ấy, thì công việc tiến hành khá là thuận lợi, các bạn sẽ đạt được những kết quả khả quan. Có điều là trong thời gian này cái dịch mã nó động, nên là cái thành quả của các bạn đạt được cũng không hề dễ dàng, phải đổ mồ hôi công sức ra khá là nhiều. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Nói chung trong ngày 20 tháng 1 ngày Quý Hợi thì những người tuổi Tý được cục diện là Hợi Tý Sửu là tam hội. Những người tuổi Tý đang đứng ở cái vị thế của mình, đúng vị thế của mình. Vì thế hãy nỗ lực hết sức có thể để phấn đấu. Cái cục diện tam hội nó cũng sẽ giúp giảm bớt đáng kể cái áp lực mà các bạn phải chịu trong thời gian trước đó. Nhờ vậy mà các bạn có thêm cái động lực để giải quyết những cái nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Thêm nữa, trong thời gian này cái vận may tài lộc cũng sẽ đến với những người tuổi Tý. Đấy. Trong khi mà những người tuổi Tý nhạy bén trong cái công việc nắm bắt cái thời cơ một cách chính xác, nhờ vậy mà có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khá là lớn cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán ấy, thì đều có thể thu về một cái thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, cái phương diện tình yêu ấy, thì có đôi khúc mắc do hai bạn đều chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Mọi việc đều có thể tháo gỡ nếu như mà hai người có những cái cuộc nói chuyện rõ ràng. Quý vị hãy chủ động làm lành sớm, nếu không ấy, các bạn sẽ là người phải hối hận đó. Đó. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay, ngày 20 tháng 1 ngày Quý Hợi, không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, những người tuổi Tuất được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nó sẽ mang lại cái tinh thần lạc quan, vui vẻ cũng như là cái thái độ làm việc độc lập,
tự chủ cho những người tuổi Tuất. Nhờ thế mà bản mệnh rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với những người khác, thậm chí là mọi người còn sẵn sàng làm theo những cái chỉ dẫn của những người tuổi Tuất nữa. Nói chung ấy, trong cái ngày hôm nay ấy, thì có thể thấy bản mệnh luôn đầy ắp cái ý chí và tràn đầy cái năng lượng, cái sức sống, có những cái ý tưởng bứt phá, luôn đi trước cái thời đại. Năng lượng này còn có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực đến mọi cái phương diện của những người tuổi Tuất. Nói chung trong thời gian này cũng có những người tuổi Tuất và một cái cộng sự cũ làm ăn khá ăn ý, có thể sẽ có cái cơ hội tái hợp trong một cái dự án mới nào đó. Vì thế quý vị hãy chuẩn bị cái tinh thần đưa ra những cái ý tưởng độc đáo mới lạ mà các bạn đang nung nấu từ trước đến giờ để mang ra thảo luận. Dù là trong công việc hay là trong cuộc sống thì các bạn cũng nhớ phải giữ cái lời hứa, nhất định thực hiện những cái gì mà mình đã nói. Bản mệnh đừng có hứa quá nhiều trong lúc vui, nếu không muốn người khác phải thất vọng chỉ vì sau đó các bạn đã quên sạch sẽ những cái điều mà mình đã hứa trước đó. Trong thời gian này thì cái vận đào hoa của những người tuổi Tuất nó cũng được mở rộng, đặc biệt là với những người độc thân ấy, thì vẫn thu hút được rất nhiều cái người khác giới. Vậy nên trong thời gian này quý vị hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận những cái tình cảm đến với mình. Bên cạnh đó hãy lựa chọn cho mình những cái đối tượng phù hợp để cùng kết tóc xe duyên, xây dựng cái cuộc sống trăm năm hạnh phúc. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng lại cái may mắn cho mình cũng như là tăng cường cái thuận lợi hanh thông thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 20 tháng 1 âm lịch, ngày Quý Hợi. Trong ngày 20 tháng Giêng, chúng ta sẽ có những con giáp may mắn sau đây. 1. Tuổi Dần. 2. Tuổi Mão. 3. Tuổi Mùi. 4. Tuổi Dậu. 5. Tuổi Tý. Và 6. Là những người tuổi Tuất. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe, đúng không ạ? Giàu có nhất vùng trong cái ngày 20 tháng 1 ngày Quý Hợi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.